Tối hôm nay là cái ngày tối của một cái ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương, một trong những ngày lễ lớn của đất nước mình, cho nên là mọi người đều được nghỉ lễ đúng không? Trừ một số các cái anh chị làm việc mang cái tính đặc thù thì mình vẫn còn tiếp tục cái công việc của mình. Tuy nhiên thì phần lớn là các anh chị là được nghỉ lễ. Thì thôi, hôm nay thì tôi biết là có nhiều anh chị cũng đang làm công việc dang dở của mình. Nhưng mà chính vì thế thì tôi cũng không có nói chuyện về cái vấn đề của người ta nữa. Thì tôi muốn nói chuyện với quý vị về câu chuyện pháp lý thôi. Bởi vì là nghe nói là đâu đó là người ta cũng đang rất là bận soạn hợp đồng xây dựng. Cho nên thì thôi mình không có bàn chuyện đó nữa ha. Bởi vì rất là bận quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một góc độ. Đó chính là cái việc theo quy định của pháp luật Việt Nam mình đó. Thì nó có hai cái cấp tòa để xét xử cái vụ án. Thứ nhất là phiên tòa sơ thẩm, thứ hai là phiên tòa phúc thẩm. Và ở ngoài xã hội đó, thông thường quý vị thấy có nhiều người mình thấy là họ không phải là luật sư, cho nên á bản thân họ cũng thường hay có những cái suy nghĩ nó khác và nó sai lầm, là nói rằng là ở Việt Nam có đến là 3 đến 4 cái phiên tòa xét xử lận. À, sơ thẩm rồi phúc thẩm rồi giám đốc thẩm rồi tái thẩm. Xin thưa là không phải, ở Việt Nam mình chỉ có hai cấp xét xử thôi, sơ thẩm phúc thẩm thôi. Còn cái chuyện mà giám đốc thẩm và cái tái thẩm đó là một câu chuyện khác, nó không có phải là cái câu chuyện đó, là mình nộp đơn lên tòa mình kiện, mình thua mình nộp đơn lên nữa để làm phúc thẩm, rồi mình cảm thấy mình không hài lòng nữa rồi mình nộp đơn giám đốc thẩm, là không phải ha. Chỉ có hai cấp thôi. Thua phúc thẩm là bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi. Cho nên quý vị thấy mà một số người mà lợi dụng cái tên tuổi là luật sư mà không phải là luật sư rồi lợi dụng nói với người dân: tôi chính là luật sư. Cho nên là họ dụ dỗ người dân. Khi mà thấy là người dân thua án, họ mới giả dạng họ là một luật sư, thì họ mới ký một cái hợp đồng dịch vụ pháp lý với người dân. Xong rồi họ ra tòa với cái vai trò là một người đại diện theo ủy quyền. Thì người dân họ không biết, họ cứ nghĩ rằng ông này là luật sư. Rồi ông ta ra tòa, ông ta đứng ở vai trò là người đại diện theo ủy quyền thôi. Cuối cùng thua án. Thua án xong rồi, bắt đầu là người đó mới là viết cái đơn là kháng cáo. Thì tòa sẽ xử là tiếp tục thua, bởi vì là cơ bản pháp lý là đã thua rồi. Xong rồi người ta mới quay trở về, người ta nói chuyện với người dân á, nói yên tâm đi, còn một cấp xét xử nữa là cấp giám đốc thẩm, mới tiếp tục quay về nói chuyện với người dân, rồi yêu cầu người dân là ký tiếp hợp đồng để đi làm giám đốc thẩm, rồi mới cam kết với người dân á là đưa thêm tiền để người ta làm giám đốc thẩm, và thậm chí còn cam kết á là tốn bao nhiêu đó tiền là sẽ được là xử lại. Xin thưa quý vị là cái những cái câu chuyện đó là những câu chuyện nó phi lý và nó không có trên thực tế nha quý vị. Biết tại sao không? Giám đốc thẩm là một cái việc tòa án họ xem xét lại cái bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Tôi nói để quý vị biết, sau này sẽ có người nộp đơn giám đốc thẩm. Rồi xong rồi đó, tòa án họ không có trả lời, hoặc là viện kiểm sát họ không có trả lời, rồi người ta lại có một cái suy nghĩ nó sai lệch về tòa án, nói rằng là tại sao tòa án họ nhận đơn rồi họ không trả lời. Mà quý vị biết á, khi mà mình nộp đơn ra tòa lúc nào á là quý vị thấy nộp đơn ra tòa lúc nào thì cũng có cái biên nhận, rồi tòa án cho dù có nhận đơn hay không nhận đơn, có tiếp tục giải quyết hay không tiếp tục giải quyết, thì tòa án luôn luôn cho chúng ta một cái thông báo là chấp nhận đơn khởi kiện, thì người ta là thông báo là thụ lý vụ án. Còn nếu họ không chấp nhận đơn khởi kiện thì họ ra thông báo là trả đơn, hoặc là họ yêu cầu là bổ sung thêm cái tài liệu chứng cứ mới, đúng không? Vậy thì tôi hỏi là quý vị nè, vài bữa nữa người ta có nộp, hay là vụ án nào cũng vậy, người ta có nộp lá đơn giám đốc thẩm lên cho tòa án tối cao hoặc là viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì theo như quý vị, khi nhận được cái đơn đề nghị giám đốc thẩm đó, mà nghe nói là đâu đó là đang soạn đó, nghe nói thôi chưa thấy, thì theo như quý vị, khi nhận được cái lá đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm thì viện kiểm sát tối cao và tòa án tối cao, khi họ nhận đơn đó, họ có nghĩa vụ trả lời lá đơn này không? Một có hay không? Cho tôi ý kiến đi. Rồi tôi sẽ phân tích cho gì thấy. Khi phân tích là phải dựa trên cơ sở pháp luật, chứ không phải phân tích là mình nó không không là không được.
Vậy theo quý vị, khi mà tòa án tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao họ nhận lá đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm, thì bản thân những cơ quan đó họ có nghĩa vụ phải trả lời lá đơn đó không? Có không quý vị? Một có hay không? Cho tôi ý kiến đi. Mình cùng nhau đóng góp để mọi người mình sẽ hiểu hơn về pháp luật, để mai mốt á, là mình là người trong cuộc trong một vụ án nào đó, hoặc là mình biết được một cái vụ án nào đó mà của người thân của mình viết đơn giám đốc thẩm, thì mình sẽ hướng dẫn cho người thân của mình là có chờ đợi hay không, hay là bằng cách nào đó để mình biết được lá đơn của mình có được duyệt hay không ha. Xin thưa quý vị, theo quy định của pháp luật, cơ quan tòa án tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao khi nhận được đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm không có nghĩa vụ trả lời. Tôi nói rõ luôn, không có nghĩa vụ. Nếu quý vị mà nộp cái đơn khởi kiện ở cấp sơ thẩm, hoặc là quý vị nộp đơn kháng cáo để đề nghị là xử phúc thẩm, thì tòa án phải thực hiện và buộc phải thực hiện theo yêu cầu của quý vị. Nhưng mà còn đối với đơn đề nghị giám đốc thẩm và tái thẩm, tòa án, viện kiểm sát không có nghĩa vụ. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi có cơ sở như sau. Thứ nhất là căn cứ vào cái khoản 3 điều 329 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, thì người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn là gửi đơn giám đốc thẩm lên cho viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Ai nữa? Thứ hai là chánh án tòa án tối cao, là đầu tiên là ông Lê Minh Trí là viện trưởng, thứ hai là ông Nguyễn Hòa Bình là chánh án tòa tối cao. Khi gửi đơn lên cho hai ông đó đó, thì hai ông đó là có nghĩa vụ là phân công cho thẩm phán khác để xem xét cái lá đơn này. Xem xét là xem xét nội bộ của người ta, tự phân công xem xét, chứ hai ông đó là hai ông cấp quản lý, hai ông đó là không trực tiếp xem xét được bởi vì quá nhiều việc. Thì ông hai ông đó sẽ giao cái nhiệm vụ xem xét lá đơn đó cho những người thẩm phán khác. Rồi, người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm là thẩm phán khác tiến hành nghiên cứu lá đơn, thông báo kiến nghị hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét quyết định. Trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo và kiến nghị. Tuy nhiên, bộ luật tố tụng nó không quy định là thời hạn về trả lời đơn đề nghị giám đốc thẩm này nói như thế nào. Việc có giải quyết đơn này hay không phụ thuộc vào ý chí của người có thẩm quyền. Có nghĩa là khi người ta nói nhận được đơn rồi thì cơ quan chức năng là phân công cho thẩm phán trong tòa án tối cao hoặc là viện kiểm sát tối cao xem xét lá đơn. Trong cái trường hợp mà thấy rằng là có thể kháng nghị được thì người ta mới thông báo. Còn nếu như mà không kháng nghị cũng thông báo, nhưng đó không phải là cái nghĩa vụ. Đó không phải là cái nghĩa vụ của cơ quan chức năng thông báo cho người dân biết. Mà là chỉ thông báo rằng là tôi có nhận đơn thôi. Tôi có nhận đơn của ông bà gửi đến. Còn cái việc mà xem xét và tiến hành giải quyết nó như thế nào và có chấp nhận kháng nghị hay không, đó là câu chuyện về sau. Và luật cũng không bắt buộc là phải trả lời trong thời hạn là bao lâu hết. Quý vị thấy, khi mà mình nộp cái lá đơn lên cho tòa án sơ thẩm khởi kiện đó, trong thời hạn 8 ngày tòa án cấp sơ thẩm phải trả lời bằng văn bản cho mình biết có thụ lý cái đơn của mình hay không, đúng không? Hay là mình đi làm thủ tục về đăng ký kê khai nhà đất sang tên đổi chủ, cùng lắm là 45 ngày là cơ quan chức năng phải xử lý cái hồ sơ đó của mình. Còn nếu không xử lý là phải có nghĩa vụ trả lời cho mình trong thời hạn 45 ngày. Ví dụ đi làm cái thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng cũng vậy, thời hạn tôi nhớ là đâu đó là 1-2 ngày gì đó, thì cơ quan chức năng phải có nghĩa vụ làm cho mình. Nếu không làm cho mình phải trả lời vì sao không làm và thiếu đủ như thế nào. Còn riêng về cái nội dung đó chính là nộp đơn kháng nghị giám đốc thẩm, cơ quan chức năng chỉ có một lần duy nhất là nhận đơn của mình thôi. Còn thời hạn bao lâu giải quyết đơn luật không có nói, và họ cũng không có nghĩa vụ có thông báo cho mình biết rằng là trong thời hạn bao lâu tôi phải trả lời đơn cho ông bà. Bởi vì thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm
là hai cái thủ tục nó không nằm đặc thù trong cái tố tụng thuần là sơ thẩm phúc thẩm, mà đây là hai trường hợp đặc thù và đặc biệt. Nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái ý chí của người xem xét đơn, ý chí của người xem xét lá đơn đó. Cho nên là luật không bắt buộc trong thời hạn bao lâu họ phải trả lời cho người gửi đơn. Cho nên đó là lý do vì sao sau này người nào có nộp đơn giám đốc thẩm mà họ cứ hô hoán rằng là tôi đã nộp đơn 1 tháng rồi mà không thấy cơ quan chức năng trả lời, tôi đã nộp đơn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, thậm chí 1 năm, 2 năm, 3 năm mà không thấy cơ quan chức năng trả lời, chuyện đó là bình thường nha quý vị. Nha, chuyện đó là bình thường. Cho nên á, tôi nói trước để mai mốt quý vị thấy á, sẽ có một số người lợi dụng cái chuyện này mà hiểu sai pháp luật rồi mới nộp đơn lên cho người có thẩm quyền là chánh án tòa án tối cao và viện trưởng viện kiểm sát tối cao, nộp đơn lên xong rồi lưu lại cái bill, cái giấy gửi đơn, rồi á là cứ hả là 5 bữa, 10 tháng, 15 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng lần nào cũng lên nói rằng là tôi đã nộp đơn cho cơ quan chức năng đề nghị xem xét giám đốc thẩm rồi nhưng mà không được trả lời, giống như là nói là im ru vậy đó. Xin thưa rằng là họ có quyền im ru, bởi vì tại sao? Bởi vì luật không bắt buộc họ phải trả lời bao lâu. Nghe gì ha? Luật không bắt buộc. Bởi vì đây là cái thủ tục mà nó nằm ngoài tố tụng của sơ thẩm và phúc thẩm rồi. Nó là một thủ tục đặc thù. Nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái ý chí của người xem xét lá đơn đó. Bởi vì nó không phải là thủ tục mà bắt buộc thì người ta có quyền xem xét hoặc không xem xét. Và không có nghĩa vụ phải trả lời trong thời hạn là bao lâu hết. Thì do đó khi mà cái người mà nộp lá đơn đề nghị giám đốc thẩm, họ sẽ lợi dụng cái chuyện này. Lợi dụng cái chuyện này để họ lên mạng xã hội, để họ đăng thông tin này, đăng thông tin kia, để họ nói rằng là cơ quan chức năng nhận đơn nhưng không giải quyết. Xin thưa rằng tùy theo trường hợp, tùy theo luật quy định mà cơ quan chức năng căn cứ vào đó họ có nghĩa vụ trả lời hay không trả lời. Ví dụ luật khiếu nại tố cáo, trong thời hạn 30 ngày khiếu nại tố cáo là cơ quan chức năng phải trả lời cho quý vị về cái việc mình đang khiếu nại, mình đang tố cáo. Thông thường là như vậy, đúng không? Mình làm thủ tục đất đai cũng vậy, sang tên đổi chủ cho tặng, cùng lắm là 45 ngày là cơ quan văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phải trả lời cho mình biết có duyệt hồ sơ mình hay không. Không trả lời là không được. Không trả lời mình có quyền tiếp tục khiếu nại tiếp tục, hoặc khởi kiện luôn nữa, đúng không? Nhưng riêng về thủ tục là giám đốc thẩm và tái thẩm, người ta không có nghĩa vụ trả lời. Cho nên từ nay về sau quý thấy á, khi mà người ta lên mạng xã hội người ta nói rằng là tôi nộp đơn rồi tại sao không trả lời tôi nộp đơn rồi tại sao là im ru, xin thưa im ru là tại vì người ta có cái quyền đó. À quý vị ha, cho nên mai mốt á, là người ta có ý kiến cái cò gì thì quý thấy á, cái đó là quyền của ông cấp cao, ông ấy có quyền trả lời hoặc là không trả lời là quyền luật pháp cho phép ông ấy quy định là như vậy ha. Đấy. Nhưng mà ngày mai đi, tôi nghe nói là ngày mai là soạn xong cái lá đơn rồi đó, là ngày mai là lấy cái bản án phúc thẩm đó, nghe thôi, còn không có, nghe thôi, thì khả năng là ngày mai là không ngập được, khả năng không nào không ngập được, tại vì là bận nhiều chuyện quá, vừa soạn hợp đồng kinh tế rồi vừa soạn đơn giám đốc thẩm nữa, làm sao kịp, rồi đi lấy cái bản án phúc thẩm nữa, không kịp đâu, không tin là chờ ngày mai quý vị coi phải không? Đó, thì hôm nay chúng ta nói được cái chuyện là đơn đề nghị giám đốc thẩm và tái thẩm họ không có nghĩa vụ trả lời nha quý vị. Sau này ai mà có lên mạng á, mà la làng rồi nói tới nói lui nói này nói nọ rồi đổ thừa cơ quan này đổ thừa cơ quan kia là đang nói sai pháp luật đó. À, nó khác với sơ thẩm, nó khác phúc thẩm. Bởi vì đây là giám đốc thẩm, người ta nhận đơn người ta có quyền xem xét hoặc không xem xét, phụ thuộc vào ý chí của người xem xét đó. À, giống như con cái gì đó, con cái xin tiền, nếu nó xin đóng học phí là cái trường hợp bắt buộc mình phải cho, là mình cho. Nó xin tiền để nó nộp tiền học anh văn uy tín là bắt buộc mình phải cho, giống như là sơ thẩm phúc thẩm gì đó. Nhưng mà nó xin tiền để nó đu trend là idol K-pop, mình có quyền không cho, và mình có quyền là không trả lời nó luôn. À, phải rõ ràng vậy ha, chứ không thể nào mà nói rằng là đâu phải nó muốn xin gì nó xin đâu. Trời ơi, bây giờ nó xin mà tiền để mà nó bay ra nước ngoài đu idol thì làm sao mà có thể nội dung mà tôi muốn trao đổi với quý vị ngày hôm nay.
để tôi lường trước cái khả năng là sẽ có người lợi dụng cái chuyện mà nộp đơn giám đốc thẩm, rồi sau này lấy cái nội dung đó để mà nói sai sự thật, rồi để đổ thừa cho cơ quan nhà nước của mình là không giải quyết cho người dân. Điều đó là không đúng. Giống như vụ án của bà Trương Mỹ Lan vậy. Hôm nay tôi có đọc qua một cái bài báo nói về vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Thật sự có rất là nhiều cái thông tin mà thông qua vụ án của bà Trương Mỹ Lan, mặc dù là có truyền hình trực tiếp ra cho phóng viên báo chí để đưa tin ra bên ngoài, nhưng cũng có rất nhiều người đã lợi dụng cái vụ án bà Trương Mỹ Lan để nói xấu cho cơ quan tòa án cũng như là cơ quan viện kiểm sát, và nói xấu cụ thể hơn là nói xấu về chính quyền. Điều đó là không đúng. Bởi vì vụ án bà Trương Mỹ Lan rất rõ. Người ta nói, hôm qua tôi nói đó, người ta xem xét xử lý cho SCB trước, rồi vẫn xem xét tính đến chuyện là trả tiền về cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu cho những người khác ở một cái vụ án tiếp theo, và ưu tiên xử lý trước. Hôm qua tôi nói rất rõ, nhưng hôm nay tôi đọc qua một cái bài báo trên cái cổng thông tin điện tử của Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh có ghi nội dung như sau. Sau một tháng diễn ra phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã kết thúc, bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. để phạm tội. Đồng thời phân hóa giảm nhẹ, khoan hồng đối với các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội thời gian qua vẫn liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, kích động theo hướng chính trị hóa các quan hệ kinh tế, phủ nhận những phán quyết của tòa án. Thưa quý vị, mình cần phải hiểu rõ, sau khi bản án được tuyên, lợi dụng sự quan tâm của dư luận, các thế lực thù địch bên ngoài tung tin, chế ảnh, xuyên tạc với nội dung chính quyền tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, thì những người bị hại sẽ không được đền bù thiệt hại. Nhất là những người đã mua trái phiếu của SCB. Đây là thông tin hoàn toàn xuyên tạc. Hôm qua tôi nói rất rõ, người ta xử lý từng giai đoạn, và nguyên tắc là xử lý của SCB trước, xong sau đó thu hồi, còn dư là xử lý tiếp theo và đảm bảo quyền lợi cho người mua trái phiếu, đúng không? Thì họ lên họ nói một cái gọi là cái công kích. Họ công kích bản án là chỉ lo cho cái người này mà không lo cho người dân. Xin tôi là không phải. Rõ ràng đây là những thông tin hoàn toàn là bị đặt và xuyên tạc. Đấy. Thì loại trừ những trường hợp như thế này nè, thì người ta nộp lá đơn giám đốc thẩm và tái thẩm lên, người ta sẽ lấy cái nội dung giống như vậy để xuyên tạc rằng là cơ quan chức năng giám đốc thẩm không xử lý đơn của họ, và họ sẽ thường xuyên lên mạng để nói cái câu đó. Thì quý vị sau này là đừng có mắc mưu họ nha, đó là nỗi sai đó. Giám đốc thẩm là mình gửi đơn, mình cầu cứu, cơ quan chức năng họ sẽ xem xét dựa trên hồ sơ đã có của hai phiên tòa. Nếu như mà có cái đủ điều kiện thì họ sẽ kháng nghị, còn không đủ điều kiện thì thôi. Chứ nếu mà họ cứ trả lời đơn nào cũng trả lời hết, thì người ta cứ nghĩ rằng và mặc định rằng ở Việt Nam có đến 3 cấp xét xử như vậy là sai về pháp luật. Chỉ có 2 cấp mà thôi. Cấp thứ 3 là ý chí của cái người xem lá đơn đó. À, quý vị, nếu mà vụ án nào cũng xử 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 10 lần, thì có biết bao nhiêu con người để xử cho hết được. Tại vì xử họ thua thì họ không ca không họ, họ không có tâm phục khẩu phục, đúng không? Họ không chấp nhận sự thật. Cho dù quý vị có xử 1.000 lần thì họ cũng luôn luôn nói rằng họ bị quan hết. Thì 1 lần cũng quan, 2 lần cũng quan, 1.000 lần cũng quan thôi. Cho nên là không thể nào mà xử hết cả 1.000 lần, cả 1.000.000 lần được. Chỉ cần 2 cấp là đủ. 2 cấp là 2 hội đồng xét xử khác nhau. Mà 2 hội đồng xét xử khác nhau mà cùng chung một ý kiến là gì? Là xử thua thì phải thua thôi, bởi vì là đó là hai người độc lập với nhau, hai phiên tòa khác nhau, hai cấp xét xử khác nhau mà vẫn cùng chung ý kiến, thì dĩ nhiên rằng là có cơ sở người ta mới tuyên như vậy chứ. Chứ đâu thế nào mà giải quyết được hết tất cả cái ý chí mong muốn của họ, xử cả 1.000.000 lần sao? Đúng không? Đấy. Đó là thông tin tôi chia sẻ với quý vị để mai mốt sau này quý vị là đừng có nghe thông tin của người khác đưa lên mạng rồi đủ thứ chuyện hết, đổ thừa. Tôi nói ví dụ đi, cái việc mà đi được tham gia phiên tòa sơ thẩm hay không đó, bản thân tôi là cái người tham gia trực tiếp phiên tòa sơ thẩm. Thời điểm đó quý vị nhớ đó, là ông thẩm phán Bùi Đức Nam đó gửi cái quyết định đưa vụ án ra xét xử. Trong quyết định đưa vụ án ra xét xử là có thời điểm
thời gian, nơi xét xử, người xét xử và người tham gia tố tụng, đưa cho coi luôn, mời lên để lấy giấy triệu tập tham gia phiên tòa. Nhưng không lên, chứ đâu phải rằng là người ta không cho tham gia phiên tòa đâu. Tôi là người trong cuộc, tôi đi lên tòa, tôi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, tôi nhận giấy triệu tập của tòa để tôi đến tòa tôi tham dự, tất cả đều được đến hết. Rõ ràng phiên tòa đó đầy đủ hết, chỉ có những người là xin xét xử vắng mặt thôi thì mới không có mặt, đúng không? Thậm chí là chỗ của Hàn Ni cũng vẫn tham gia phiên tòa của chị Hằng là sơ thẩm, chỉ có anh Quỳnh Quy Dũng là viết đơn xin xét xử vắng mặt, còn tất cả những người còn lại đều có mặt tại phiên tòa hết. Thì không thể nào nói rằng là tòa không cho tôi đến hết. Tôi là người trong cuộc, tôi biết tòa mời đến để nhận giấy triệu tập nhưng mình không đến là mình từ bỏ cái quyền lợi của mình đấy. Những anh chị nào mà không nắm rõ tình tiết thì sẽ nghe người ta nói rồi quý vị sẽ không có hiểu về cái câu chuyện thực tế diễn ra, rồi mình không nắm được quy định của pháp luật thì mình sẽ nói rằng là tại sao pháp luật thế này, tại sao pháp luật thế kia. Không phải, mình phải là người hiểu được pháp luật quy định như vậy mà người ta yêu cầu mình làm, mình không làm là mình từ bỏ cái quyền của mình. Giống như một số trường hợp quý vị thấy khi mà mình đi mình khởi kiện cái người đó, hoặc là người đó đi khởi kiện mình, mà tòa mời mình lên mà mình không lên. Không phải cái chuyện mình không lên là tòa không xử, không phải. Mình không lên tòa vẫn quyền xử vắng mặt mình luôn, bởi vì là tòa mời mình lên là tòa tôn trọng mình. Mình bị người khác kiện đòi tiền thì tòa muốn biết rằng là hai bên cùng lên để đối chất với nhau, để cùng đưa ra chứng cứ cho nhau, đối chất đối chiếu với nhau, để tòa là người ngồi chính giữa, tòa xem xét ai đúng ai sai. Nếu như người ta kiện mình đòi tiền mà mình không lên, mình không phối hợp, mình không hợp tác, mình không cung cấp chứng cứ để đối chất đối chiếu làm rõ vấn đề ra, mình không lên tòa xử vắng mặt mình luôn, và mình thua là quyền lợi của mình bị mất đi, chứ không phải mình không lên là tòa không xử. Xin tôi là không phải. Chẳng lẽ bây giờ một người này đi mượn tiền người kia, rồi bây giờ á người ta đi kiện nó để đòi tiền, nó không có chịu lên tòa, tòa không xử, thì quyền lợi của người cho mượn tiền ở đâu? Nhà nước phải đảm bảo quyền lợi của người cho mượn tiền chứ, không lên là xử vắng mặt mà thua là ráng chịu. Đó là quyền lợi của anh, tòa làm đúng thủ tục, tòa mời anh lên, mà anh không lên là anh cố tình anh trốn tránh, mà anh trốn tránh rồi thì sự vắng mặt anh là quyền lợi bị mất, anh ráng chịu. Thưa quý vị, một thằng giết người cũng vậy, vụ án mà từ bà Trương Mỹ Lan cũng vậy, vắng mặt 5 người bỏ trốn, tòa vẫn là truy nã truy tìm, nhưng mà không tham gia phiên tòa là anh được từ bỏ quyền lợi của anh tại phiên tòa, anh tự từ bỏ cái quyền lợi để được nói lên lời nói của mình tại phiên tòa, để tự chứng minh là mình vô tội. Mà anh không tham gia phiên tòa là anh đã tự bỏ đi cái quyền lợi của anh rồi. Mặc dù phiên tòa là có luật sư của 5 người đó, nhưng 5 người đó không tham gia phiên tòa là họ đã tự bỏ đi cái quyền lợi của họ rồi. Chứ không phải rằng là mình bỏ trốn là mình được tòa không xét xử, không phải. Mình bỏ trốn là quyền lợi mình tự mình bỏ nó đi, thì quyền lợi mình bị mất đó, là mình gánh chịu. Còn cái trend đi tìm kho báo nữa, xin thưa với quý vị, làm gì có cái kho báo nào đâu ngoài đó, một cái trend vui thôi. Rồi đó, đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Do là hôm nay là ngày lễ dỗ tổ, tôi nghĩ là chắc mọi người khán giả cũng đều là mệt mỏi hết rồi, sau một ngày đi chơi lễ nó mệt nhoài, thì tôi cũng nói ngắn gọn thôi, dành thời gian lại để bàn cái chuyện nhân tình thời thái, hay là chúng ta sẽ nói cái chuyện là kiếp sống nhân sinh với nhau để là giao lưu thôi. Chứ hôm nay cũng không muốn nói về pháp luật nó thuần quá, làm cho mọi người rất áp lực, đúng không? Hôm nay dù sao cũng là một ngày lễ mà, mình thoải mái hơn chút đi. Rồi xin mời các anh chị đặt câu hỏi về pháp luật ha, có thể giao lưu với tôi và qua nhiều cái câu chuyện. Có thể là vụ án của Hồng Loan cũng được, chủ Hồng Loan cũng được, bà Trương Mỹ Lan cũng được, chủ chị Hằng cũng được. À, thần cầu mưa hả? Tôi mới nghe nói là thần cầu mưa nói là không biết gì hết á. Ông tiến sĩ kia thì ổng xin lỗi, rồi ổng nói là ổng nghe người ta giới thiệu thôi, rồi ổng giới thiệu lại thôi. À, vụ đó thì nghe nói là mời cái ông thần lên rồi đó, không biết ông thần làm gì à.
À, có chị Nguyễn Thị Thanh Tâm mới hỏi là vụ Hồ Duy Hải ra sao rồi. Hồ Duy Hải về mặt bản chất pháp lý, bản án giám đốc thẩm đợt rồi là giữ nguyên cái án sơ thẩm, ô án phúc thẩm. Cho nên về mặt nguyên tắc là Hồ Duy Hải đang là một cái phạm nhân chờ ngày hành quyết. Đến đó thôi, là không có thêm nữa. Gần nhà ông Thắng ngày 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 lễ có tin vui 22 giờ ở Gò Vấp không? Không, lễ người ta nghỉ ha, lễ nghỉ không có tin vui. Tú Hà Thủy, luật sư cho chị hỏi là ngày mai có đơn lên giám đốc thẩm không? Ngày mai sao có đơn được, tại vì tôi nói với quý vị như thế này nè. Hôm bữa tôi phân tích về cái bài á, là thời hạn nhận cái bản án sơ thẩm và phúc thẩm đúng không? Sơ thẩm là 10 ngày, phúc thẩm đó là 10, cũng là 10 ngày. Nhưng mà trong trường hợp tòa án cấp cao mà xét xử phúc thẩm thì thời hạn có thể lên đến là 25 ngày. Cho nên ngày mai á, là ngày 19, là tính từ cái ngày xét xử sơ thẩm, xét xử đợt trước của chị Hằng á, là ngày 4 tháng 4 đến 19 tháng 4 là có 15 ngày thôi. Cho nên là chưa được cái mốc thời gian mà maximum là nhiều nhất, cho nên đó là chưa đủ thời hạn để mà nhận cái bản án phúc thẩm. Và tòa án thì cũng đang trong cái đợt mà gọi là lễ nữa, thì người ta cũng chưa có thể ban hành được đâu. Cho nên đó là ngày mai cái khả năng mà cái lá đơn đó, đó không có. À, không có, tôi đã dự đoán từ trước mà. Đó là tôi hay là nói về câu chuyện pháp luật để quý vị hiểu. Mình nắm về cái câu chuyện pháp luật rồi người ta nói, mình sẽ vận dụng vào câu nói của người ta, rồi mình đối chiếu qua pháp luật là mình biết người ta nó xạo hay nó không xạo liền, đúng không? Anh Phạm Lai có hỏi là luật sư cho hỏi điểm giống nhau và khác nhau giữa phòng công chứng và văn phòng thừa phát lại. Thật ra hai cái cơ quan này đó đều trực thuộc sự quản lý của Sở Tư pháp. Đúng không? Đều trực thuộc sự quản lý Sở Tư pháp. Không giống nhau. Hai cái chế định này là hai chế định khác nhau. Văn phòng công chứng là họ đi công chứng chứng thực. Bản thân chính của họ đó là công chứng chứng thực khai nhận di sản thừa kế về tất cả các chữ ký và liên quan giấy tờ hồ sơ nhà đất, phần chính của họ là vậy, hoặc là liên quan đến việc là ủy quyền là công chứng chứng thực thôi. Còn văn phòng thừa phát lại là cái nơi đó để đi lập cái vi bằng, lập là cái hành vi giống như là đi làm chứng vậy đó, đại khái vậy đi, chỗ gì dễ hình dung, giống như là đi làm chứng vậy đó. Và họ có nghĩa vụ là tống đạt văn bản nữa, hoặc họ có quyền đi thi hành án nữa. Cho nên là hai chế định này nó khác nhau xa lắm, chính không giống nhau. Tôi thì chú gì tôi có lên mạng tôi tìm hiểu Việt Nam với Lào á, cũng có xây dựng đường cao tốc nhưng mà lâu rồi, một cái là từ trước rồi, rồi một cái á, là chính phủ á, mới gặp gần đây thôi. Thứ nhất á, là tôi đọc cái trang báo gọi là báo Cà Phê Len á, họ có đăng một cái thông tin, rồi xong rồi một cái trang báo nữa đó là báo VnExpress có nói về cái buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với ông Thủ tướng là Sonesay Sifandon. À, coi như ông Don đi ha, tôi gặp ông Don đi, tiếng Lào khó quá, tiếng Lào khó học quá. Thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính á, gặp ông Thủ tướng bên Lào á, là nhất trí tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông giữa hai nước.
là rơi vào ngày là 6 đến ngày 8 tháng 1 là năm 2024 nè. Qua đó đó là sẽ xây dựng những tuyến cao tốc, ví dụ như là Viêng Chăn Hà Nội nè, Viêng Chăn Vũng Áng nè, đó là người ta mới gặp để mà gọi là gặp để mà thương thảo nói chuyện với nhau về mặt chủ trương thôi, đúng không quý vị? Đấy. Và tổng dự án nghe nói đó lên đến là 5-6 tỷ đô á, chứ tôi không có thấy cái dự án nào mà có 3 tỷ đô hết, là không có nha, 5 phẩy mấy tỷ đô á, chứ cái dự án mà 3 tỷ đô là không có. Mà các quý vị và thủ tướng gặp nhau đó là các vị đó là chỉ mới gặp về mặt chủ trương thôi, để từ chủ trương đó của các vị thủ tướng gặp nhau thì các cái bộ á rồi sẽ gặp song phương nhiều lần nữa, rồi gặp nhiều lần nữa rồi mới bắt đầu chủ trương rằng là quy hoạch như thế nào, rồi tìm các bên vận vận động để làm ra làm sao, rồi còn nhiều thứ khác nữa để chốt được cái vấn đề là xây đường cao tốc kết nối giữa hai bên đó. Nó cầu là 5-3 năm mới xong, chứ đâu có phải là gặp nhau là từ tháng 1 rồi 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 tháng tháng 4 tháng 5 là xây cao tốc, đúng không? Cho nên tôi thấy là có cao tốc đó, nhưng mà cao tốc của người ta ha, cao tốc đó cao tốc tới 5-6 tỷ đô lận, chứ không có cao tốc là 3 tỷ đô á, tôi kiếm nát các trang mạng xã hội luôn, không có. À, có chị Hoa Phạm hỏi là không, anh Phạm Văn à, luật sư cho hỏi là vụ án của bà Linda Tăng U gì đó cuối cùng là sao, tôi không biết bà đó luôn. Nói chung là bà đó tôi không có nghiên cứu nhiều về bà đó. Anh Hưng có hỏi là vụ án liên quan đến gia phả nhà thầy ông nội có gì mới không? À, có mới thì cũng có mới nhưng mà không tiện nói. Có chị Nguyễn Tấn My á, hỏi luật sư là cho hỏi là chưa đổi sổ hồng có sao không? Câu hỏi của chị tôi không trả lời được, là không biết chị hỏi gì, chưa hiểu rõ câu hỏi. Rồi xin mời các câu hỏi khác anh chị ha. Câu hỏi về pháp luật đi. À, chị Nguyễn Thị Hạnh có hỏi là nói về dự án Thuận An hả? Dự án đó tôi không có nghiên cứu chị. Dự án đó tôi không này bận quá không có đọc cái dự án đó. Gần nhà ông Thắng có hỏi là giấy đất ruộng cấp năm 2000 có cần đổi không? Thật ra những giấy tờ mà cũ á, tôi có lời khuyên thôi. Anh chị nào mà giấy tờ cũ những năm mà trước năm 2005 nên đổi. Đổi đi làm chi? Đổi để mình đo đạc lại hết. Rồi mình sẽ là có được số tờ, số thửa, vị trí, mốc tọa độ hết mới. Thì sau này nếu mà mình có giao dịch mua bán làm ăn đó, nó dễ lắm. Còn nếu như mà mình vẫn giữ cái sổ hồng, sổ đỏ được cấp vào những năm 2000, 2001, 2002 đó,
Thì quý vị biết á, những năm đó đó, về cái hệ thống sơ đồ địa chính của mình nó chưa được gọi là hoàn thiện. Cái bản vẽ của mình á, đâu đó nó còn bị chệch choạc, và cái mốc tọa độ đâu đó nó cũng còn chưa xác định. Và cấp cái sổ cho người dân đó, sẽ có những người là trùng ranh, lấn ranh, không xác định đúng vị trí tọa độ. Cho nên bây giờ để đảm bảo quyền lợi cho mình là mình phải đi đo đạc lại, cắm mốc hết, đo đạc sơ đồ địa chính hết, thậm chí cập nhật lại tờ bản đồ, số tờ, số thửa nữa, coi có bị là trùng và khớp hoặc là bị cấp nhầm với người khác nữa hay không, thì mình được ra một cái sổ mới hoàn toàn, thì mình sẽ rất là dễ giao dịch. Tôi gặp nhiều trường hợp đó, nhất là nhà ở chung cư đó, mà hồi những năm mà 2000 lấy mấy bị cắt ra để mà bán. Hồi xưa là một cái khu nhà ở, xong rồi sau đó đó mới cắt ra thành từng cái ngôi nhà nhỏ nhỏ, căn hộ cho các người dân để mua. Rồi từng căn hộ đó lại là từng thửa đất khác nhau, nhưng mà trong căn hộ đó là có cầu thang, mà cầu thang lại khác nhau nữa, là số tờ, số thửa nữa. Cho nên bây giờ mà cắt ra để mà mình bán người này bán người kia thì phải ly hợp thửa, rất cực khổ. Đấy, đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị liên quan với tờ nhà đất. Cái nào mà đã quá cũ kỹ rồi nên đổi cái mới đi, để mình giao dịch làm ăn mua bán nó dễ dàng hơn. Anh chị Lê Dũng TV có hỏi là người thiếu tiền của mình có tiền mà không chịu trả mình thì thưa hình sự được không? Về cơ bản thưa được. Nếu một người nào đó mượn tiền của mình mà họ có tiền mà họ cố tình không trả thì mình sẽ thưa hình sự được. Nha quý vị. Chị Hằng Trần hỏi câu hỏi nhạy cảm nè mà tôi vẫn trả lời được. Như trong mấy clip cô sinh viên nói trưởng công an Gò Vấp bảo kê cho YouTuber tấn công cô và nêu tên hội đồng xét xử, có dính 331 không luật sư? Khả năng cao là có. À, khả năng cao là có. Chị AS có hỏi là luật sư cho hỏi, em ở Đài Loan, em có nhờ em gái mua một miếng đất đứng tên em gái, bây giờ em muốn sang lại tên của em, dễ hay khó? Xin luật sư hướng dẫn. Tôi nghĩ rằng là cái này là chị nên gặp luật sư trực tiếp, trao đổi trực tiếp, gửi giấy tờ hồ sơ luật sư xem thì mới trả lời cho chị được một cách chính xác. Còn về mặt cái nguyên tắc á, là chị đã nhập quốc tịch Đài Loan rồi đó, là chị không có cơ hội đứng tên nhà đất đâu. Bởi vì Đài Loan và Singapore là hai nước ở khu vực châu Á, khi nhập tịch của họ là bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Đúng không? Ai nhập tịch Singapore rồi biết á. Khi nhập tịch Singapore rồi là phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Nhập tịch Đài Loan rồi là từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Cho nên là không có quốc tịch Việt Nam rồi thì làm sao đứng tên nhà đất ở Việt Nam được. À, cho nên trường hợp chị AS đó rất là phức tạp. À, anh chị Y Huỳnh có hỏi luật sư cho em hỏi. Ba mất hơn 30 năm, căn nhà đó mẹ chồng xây dựng lên, có 5 anh chị em, nhưng trong nhà chỉ còn bà chị hai và em út ở chung với mẹ. Bà chị hai kêu mẹ sang tên cho chị ấy đứng chủ quyền. Nếu mà mẹ chịu thì mẹ sang phần của mẹ thôi, còn phải có thêm anh chị em khác nữa, bởi vì là ba mất thì có quyền phần quyền của những anh chị em khác là hưởng thừa kế mà. Nhưng mà mất 30 năm rồi nè, cái chuyện khai thừa kế chưa chắc khai được nè. À, cái đó là trường hợp này, trường hợp phức tạp nè. Quá 30 năm, người ta nói là gì?
chỉ có là khai thừa kế trong thời hạn 30 năm thôi, còn quá 30 năm thì người nào quản lý sử dụng nhà đất thì được đề nghị cơ quan chức năng nhà nước là công nhận cho người đó. Nhưng khổ nổi nè, bây giờ ở đây á, là có đến 3-4 người cùng ở hết, vậy thì tài sản đó là của ai? Mà có công nhận rồi đi chăng nữa thì công nhận cái phần của cha thôi, phần của mẹ là mẹ đang sống thì làm sao công nhận được. Chỗ này mới là phức tạp nè. Có anh chị Lê Dương có hỏi, luật sư cho hỏi là tôi xây nhà lợp mái ngói có hợp đồng và bảo hành, nhưng mà mưa tạt gió lùa dột, tôi nghĩ làm sai quy cách có kiện được không? Tôi không trả lời được, bởi vì á, bản thân khi mà lợp mái ngói như vậy là lợp theo cái bản vẽ thiết kế, đúng không? Còn cái người thi công đó, họ thi công theo bản vẽ thiết kế chứ người ta đâu làm sai đâu, đúng không? Vậy thì kiện là kiện ai? Cần phải xem lại cái người vẽ bản vẽ đó nó có hợp lý hay không. Bây giờ cái ông thi công, ông thi công theo bản vẽ, đúng không? Mà bản vẽ mình chấp nhận, mình phê duyệt bản vẽ thì người ta thi công theo đúng bản vẽ đó. Và cái chuyện mà gió lùa gió tạt đó là do cái bản vẽ đó họ thiết kế như vậy, họ không tính toán được cái phương án của gió lùa thì đâu phải lỗi của ông thi công. Cho nên là anh cần phải xem xét lại cái bản vẽ của anh nó hợp lý hay không, và cái ông thi công đó có làm đúng bản vẽ hay không, rồi mới tính tiếp cái chuyện là có kiện được hay không. Anh chị Minh Nguyễn có hỏi, luật sư cho hỏi là ông nội có làm di chúc chia tài sản, nhưng trong gia đình có một số người không biết thì có hợp lý không? Của ông nội thì ông tự chia chứ mắc mớ gì hỏi một số người có biết hay không, đúng không? Đơn giản vậy nè, cái di chúc của ông nội đơn giản là ông nội ông có tiền ở trong tủ đó, tiền của ông, thì bây giờ ông lấy cái tờ giấy ra ông viết ông chia di chúc, thằng 2 là 5 tỷ, thằng 3 là 4 tỷ, thằng 6 là 8 tỷ, tiền của ổng chia là chuyện của ổng chứ phải chuyện của mình đâu, mà có hợp lý hay không? Tiền của ổng mà, thì ổng tự ổng chia, ổng không cho ai biết hết, đó là quyền của ổng, đúng không? Chứ không phải là tiền chung của ai đâu mà con cái được biết. Tiền của ông nội muốn chia cho ai là quyền của ông nội. Giống như mình vậy đó, mình có 100.000 đồng trong túi, mình có cho con mình hay không là quyền của mình. Sáng ngày mai thức dậy, mình thích thằng con lớn của mình cho nó 20.000, mình ghét cái thằng nhỏ mình cho nó 5.000, quyền của mình. Tài sản của ông nội chia cho ai là quyền của ông nội, con cái không có quyền biết. Mình đang hiểu nhầm ở chỗ á, là tài sản của ba mẹ mà khi ba mẹ cho hoặc ba mẹ làm di chúc á, là phải hỏi ý kiến của con cái, xin thưa không có, không có chuyện đó ha. Không có cái chuyện mà tiền bạc tài sản của cha mẹ mà cha mẹ cho đứa này nhiều hơn đứa kia mà con cái phản đối khỏi cho luôn nha quý vị, mình đừng có sai lầm chỗ đó nha.
Anh chị Lâm Lộc có hỏi là ở nhà có 6 chị em, ông bà già mất, 4 chị em cho trai út là 5 người, còn người đúng không? Bây giờ chỉ có bà, chỉ có chị ba không đồng ý. Vậy bây giờ sao, nhờ luật sư giải đáp. Thì bà không cho thì bây giờ phải trả lại phần của bà. Đơn giản như vậy nè, của ba mẹ có 6 người con. Thì về mặt nguyên tắc, tôi nói ví dụ ba mẹ có 6 tỷ đi, có 6 người con thì mỗi đứa được 1 tỷ. Bây giờ mấy người kia mà nhận 1 tỷ xong rồi cho ngốc là chuyện của mấy người kia. Còn cái chuyện của bà chị ba nè, bà có 1 tỷ rồi đó, là phải chia cho bà 1 tỷ. Đấy là quyền của bà mà, bà nhận 1 tỷ mà không cho ai hết cũng là quyền của bà luôn. Tại vì nguyên tắc là bà có 1 tỷ rồi. Bây giờ muốn bà mà không có tranh chấp thì bây giờ thằng Út phải trả cho bà đúng 1 tỷ của bà. Vậy thôi. Chứ cách nào giờ ha, của người ta thì trả cho người ta. Chị Thanh Hà Trịnh mới nói là tôi nghe nhà cha mẹ đứng tên muốn bán, các con không ký tên là không bán được, có đúng không ạ? À? Dạ đó là chị nghe thôi, chị nghe bạn sớm nói hả? Nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là cái trường hợp mà nhà đứng tên của cha mẹ thì cha mẹ có quyền bán bất cứ lúc nào. Con cái phải con, phải của cho con cái đâu mà con cái ký tên, đúng không? Trường hợp thứ hai á, xui rủi là đất đó được cấp cho hộ gia đình thì lúc đó phải có chữ ký của các con à, tùy trường hợp nữa. Anh chị Đinh Xuân Chánh, luật sư cho tôi hỏi là tôi đang ở chung với bà chị, đất đai đã phân chia tài sản đều hết cho tất cả các anh chị em rồi, tôi ở một mình, vậy sau khi tôi mất anh chị em tôi có tranh chấp được không? Không hiểu câu hỏi. Bởi vì á, là tôi đang ở chung với bà chị, rồi đất đai đã phân chia tài sản đều hết rồi, là đất đai của ai, phân chia cho ai hết rồi, và tôi ở chung với bà chị là ở chung trên nhà của bà chị hay nhà của mình. Cho nên là anh chị Đinh Xuân Chánh này hỏi tôi không hiểu, cho nên là đề nghị viết lại chút xíu, tôi chưa hiểu được. Anh chị Nguyễn Hương, xin luật sư cho hỏi là tôi có một đứa con gái lấy chồng Đài Loan 25 năm, vậy là khi tôi chết con tôi có được hưởng thừa kế những tài sản của tôi để lại không? Được. Nếu còn giấy khai sinh là được hưởng, nhưng cái quan trọng á, là hưởng giá trị cái phần tài sản hay là được đứng tên thì đó là câu chuyện tương lai, nhưng mà chắc chắn là được hưởng. À, anh chị Lục Nguyễn nè, luật sư cho hỏi là ông chú còn hai đứa con đi làm ăn xa, ông chú bán cho người khác có được không, trong khi bằng khoán cấp hộ gia đình? Bán đó là sai đó nha, bán cái đó là sai đó, bởi vì bằng khoán cấp cho hộ gia đình thì chỉ có những người trong hộ gia đình mới được quyền ký tên bán, còn ông chú là ông có phần của ổng thôi, mà ông dám bán luôn đất của hộ gia đình. Nếu như trong trường hợp này bên kia mà khởi kiện đó, là ông chú vừa phải trả tiền lại cho bên kia mà vừa phải bồi thường cái hợp đồng vô hiệu nữa đó, là ông chú mất gấp đôi đó nha quý vị. Như thế này nha, ông chú chỉ là một thành viên trong hộ gia đình thôi, muốn ký bán miếng đất này là phải cả gia đình ra ký, mà bây giờ đó đã ký bán rồi, nhận tiền hết rồi,
bây giờ bên kia mà nó kiện hủy hợp đồng, bởi vì hợp đồng này là vô hiệu. Vô hiệu là bởi vì ông kia, ông chú ký không đủ thẩm quyền. Hợp đồng vô hiệu nguyên tắc là gì? Là hai bên hoàn trả cho nhau những gì đã lấy của nhau. Ông chú phải trả là cho bên kia tiền, bên kia trả đất cho ông chú. Bên nào có lỗi? Bên ông chú có lỗi. Ông chú có lỗi là do là ổng ký không đúng thẩm quyền mà ổng vẫn ký, thì ổng phải bồi thường một phần giá trị cái miếng đất đó cho cái bên mua. Tự nhiên ông chú mất hết đất nha. Tí ẩu là nhiều người là bị chết chỗ này lắm nè, mà tự nhiên mất nhà lãng xẹt luôn đó quý vị. Tự nhiên mất cái nhà lãng xẹt luôn đó. Có anh chị Quỳnh Nguyễn mới hỏi, luật sư cho em hỏi là người ta xúc phạm mình nhưng không có ghi âm, em kiện tội phỉ báng được không? Theo như quý vị là kiện được không? Rồi tôi lấy trường hợp này cho quý vị nè, để mình rút kinh nghiệm nè. Người ta phỉ báng mình không có ghi âm, mình kiện được không? Một, được hay không? Được quý vị, một được hay không? Đó, phần lớn là khán giả tôi đều trả lời là số 2 hết đó, không được nha chị nha. Khán giả kênh luật sư Vlog đều là số 2 hết đó. Bởi vì tại sao? Mình kiện ra tòa, ông tòa ông nói bà khi xúc phạm bà gì, cái chị mới nói là bà xúc phạm tôi vậy nè. Cái ông tòa ông nói tôi nghe bà nói không à, chứ tôi không nghe bên kia nói. Rồi mình lúc đó mình đỡ làm sao, đúng không? Ra tòa là không có cái chuyện mà nói miệng với nhau, ra tòa phải có chứng cứ nha. Ra tòa là phải có chứng cứ, chứ ra tòa là không có chứng cứ là không được. Bây giờ ra ngoài tòa ông nói đó, người ta chửi bà sao mà nói, bà nói tôi nghe coi, cái mình ngồi mình kể một tràng luôn. Cái ông tòa ông nói nãy giờ tôi nghe bà nói không à, tôi không nghe bên kia nói. Rồi ông tòa ông xử làm sao? Không lẽ ông tòa ông tin mình là ai mà ông tòa tin mình, đúng không? Phải có chứng cứ mới được. Hồi nãy có cái bạn kia mới hỏi á, hai chị em là mẹ với dì á, mua đất chung mà dì đứng tên, giờ dì chết á, con đứng tên, giờ sao đòi, làm sao chứng minh được rằng là mẹ mua đất chung với dì, đúng không? Bạn Tuấn Anh Lê nói là mẹ mua đất chung với dì, bạn có giấy tờ nào chứng minh là mẹ mua đất chung với dì không? Có bằng chứng gì không? Hay là nghe mẹ nói là hồi xưa mẹ mua chung với dì? Có chứng minh gì được gì không? Hay là nghe mẹ kể thôi à, hồi xưa đưa tiền cho gì? Giống như bây giờ tôi thấy ông hàng xóm mua miếng đất nhiều quá, lớn quá, ông hàng xóm tôi đó, nhà số 5 Đầu Thị Điểm đó. Rồi tôi mới nói hồi xưa đó là tôi có Hùng với ổng mua căn nhà số 5 Đầu Thị Điểm. Giờ tôi bắt Hồng Loan á chia đôi với tôi. Hồng Loan quay qua hỏi tôi sao đó ông đưa tiền cho ông Năm mua miếng đất này hồi nào, ai nhận, đúng không? Phải có bằng chứng.
Anh chị Phạm Văn có hỏi là luật sư cho hỏi không đăng ký kết hôn có làm giấy khai sinh cho con được không? Được. Mẹ đơn thân làm giấy khai sinh cho con bằng cách nào? Thì mẹ đơn thân đi vô bệnh viện, sinh trong bệnh viện thì có giấy chứng sinh, cầm giấy chứng sinh đó đem ra ngoài ủy ban nhân dân là làm giấy khai sinh cho con. Chỉ có giống cái mới đẻ thôi, giống đực sao đẻ. Nói thì nó hơi thô một chút nhưng mà rõ ràng vậy. Chỉ có là người nữ mới sinh con được thôi, mới có giấy chứng sinh thôi, chứ đàn ông làm gì có giấy đó. Mà giấy chứng sinh là giấy chứng nhận là cái người này sinh ra người này. Thì có giấy chứng sinh thì ra ủy ban nhân dân làm giấy khai sinh cho con là được. Còn cái người cha sao đẻ, người cha mà muốn làm giấy khai sinh cho con đó là phải đi xét nghiệm ADN, đúng không? Cầm kết quả ADN đó mới đi về ủy ban nhân dân đề nghị là công nhận cha con rồi làm giấy khai sinh, đúng không? Nó thẳng thật mà nó thô một chút. Đàn ông sao đẻ. Bạn Tuấn Anh Lê nói ở địa phương biết cái câu mà ở địa phương ai cũng biết hết á. Xin thưa quý vị đừng có lạm dụng cái câu đó. Tôi đi gặp nhiều vụ kiện biết là vậy, nhưng bây giờ ra tòa nói ở địa phương ai cũng biết hết á. Cái ông tòa ông nói địa phương bà là ai chính xác đi, bà kêu người đó ra làm chứng thử coi. Thế bây giờ cái ông đó nói thì địa phương tôi là bà Tám, kêu bà Tám mới làm chứng. Bà Tám nói không, tôi không biết gì. Nhớ bắt đầu cái ông tò mới hỏi vậy sao ông nói là ở địa phương bà ai cũng biết hết mà bà nói là giờ tôi mời bà đó lên bà đó không lên. Cái bà đó nói tức mình quá, ở địa phương ai cũng biết cái bà đó hết á, là tài sản này là của tôi chung với bà kia, ở địa phương ai cũng biết hết á. Cái bây giờ ông tò nói địa phương là biết rồi mà địa phương là ai, cái chỉ thêm bà Chính nữa. Cái ông tò mời bà Chính nói không biết, không biết, không liên quan. Cho nên đừng bao giờ lạm dụng cái từ là địa phương ai cũng biết hết á. Câu đó rất là khó nha. Mình nói thì nó dễ, nhưng mà địa phương ai cũng biết hết là phải chứng minh địa phương là ai. Địa phương là cả khu phố mình biết, hay địa phương là ủy ban nhân dân biết, hay địa phương là không ai làm chứng hết. Cho nên cái câu mà cả địa phương biết là câu đó là chúng ta đang dựa vào tâm linh đó, dựa vào cái niềm tin ngoài tòa đó nha. Mình phải nói rõ, có người làm chứng, tôi có chứng cứ như thế này thì tòa mới tin. Chứ nói cái câu rằng là địa phương ai cũng biết hết là câu đó là mình đang nói để mình tạo niềm tin cho mình thôi, niềm tin nội tâm thôi, câu đó không có giá trị. Chị Chi Đào có hỏi nè, luật sư cho chị hỏi, đất của ông bà nội cho ba đứng tên, ông bà nội cho ba, mà bây giờ ba thôi mẹ, có vợ nhỏ, kết hôn với vợ nhỏ, rồi ba chết, thì cái phần đất mà ông nội cho ba đó ai hưởng? Vợ nhỏ hưởng, vợ nhỏ hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà kết hôn với lại là mẹ đó là cho tài sản riêng, ông bà nội cho, xong rồi ba ly hôn thì ba với mẹ là ly hôn rồi, đâu có liên quan tới nhau nữa đâu. Rồi ba mới đến với bà nhỏ, thì bà nhỏ là vợ, bà nhỏ là vợ, mà ba chết thì bà vợ nhỏ hưởng. Mình là con là mình cũng được hưởng phần trong đó. Anh Tuấn Anh Lê có nói tiếp là hai người chung hộ khẩu. Chung hộ khẩu đâu có liên quan gì đâu. Một cái hộ khẩu mà có 40-50 người ở chung thì đâu có liên quan gì đâu. Tài sản là riêng mà. Chung hộ khẩu không nói lên được điều gì hết.
Anh Đức Nghiêm có hỏi là luật sư cho hỏi nhà của cha mẹ chết để lại gia đình có 4 người, 3 người đã ký cho anh trai đứng tên sổ. Giờ anh trai mất, chị dâu muốn bán nhà có được không? Tôi chưa hiểu chữ cho này là sao. Cho này có nghĩa là khai nhận thừa kế xong rồi tặng cho anh trai, hay là cho anh trai có nghĩa là chỉ cần một mình anh trai đứng tên thôi, những anh chị em khác không cần đứng tên, nhưng đó là tài sản chung. Vậy tôi muốn hỏi rõ lại là cái pháp lý chỗ này anh chị hồi xưa ký là ký cái gì? Ký gì? Ký cho tặng, khai nhận rồi cho tặng, hay là ký nhờ là đứng tên người đại diện của hàng thừa kế? Anh chị phải trả lời được câu hỏi đó rồi tôi mới trả lời câu hỏi pháp lý được. À, Khương Tử Nha nói ông luật sư vlog trả lời tào lao. Tào lao câu nào? Mình nói được là mình phải chỉ được ông luật sư vlog trả lời tào lao câu nào. Câu nào? Khai sinh hồi nãy tại anh không nghe rõ. Tại anh không nghe rõ thôi. Mở lại cái khúc nãy tôi nói coi. Khai sinh cho con có hai trường hợp. Trường hợp với người cha không có kết hôn thì làm sao biết đó là vợ chồng, đúng không? Không kết hôn thì không phải vợ chồng. Thì bây giờ có hai trường hợp khai sinh. Cái người mẹ là có giấy chứng sinh, tôi nói rất là rõ mà. Người mẹ phái nữ có giấy chứng sinh thì đi khai sinh bình thường chứ có gì đâu. Còn ông cha nữa, ông cha không có cái kết hôn của người mẹ thì nguyên tắc không phải con của ổng đâu, mới đi xét nghiệm ADN thì mới là khai sinh cho con nhận cha được. Trời đất ơi, xem kênh của tôi nên nghe rõ từng câu ha, nên nghe rõ. Xem kênh của tôi bỏ chữ của tôi là mệt lắm á. Khương Tử Nha quay trở lại khúc hồi nãy đi, nghe rõ từng câu rồi thôi. Rồi rồi hãy bình luận nó hay hơn ha. Bình luận nó hay hơn. Rồi, không có ai hỏi thêm gì nữa thôi, mình ngưng ở đây ha quý vị. Ngày mai mình ngày mai mình sẽ tiếp tục với nhau để mình cùng nhau là chia sẻ thêm những cái thông tin pháp lý khác ha. Ok. Đây nè, tôi nói rất là rõ, chị Hoàng Nguyễn bà vô bà còn nói nè, mẹ làm khai sinh cho con đơn giản, cha làm khai sinh thì không xét nghiệm ADN thì xin nhận con nuôi. Đúng, hợp lý. Còn muốn nhận con là phải có ADN. Tôi nói rất rõ mà. Mà cái lại bạn Thương Tử Nha này chắc là bạn cũng là ở trên trển xuống, cho nên là bạn nghe không rõ đúng không? Chứ tôi nói rất là rõ mà. À, nếu mốt mà coi kênh của tôi thì nghe rõ từng câu từng chữ của tôi thì sẽ rất là dễ hiểu. Chứ đừng có nghe cắt khúc. Nghe cắt khúc thì không kịp á. Lúc đó rồi rồi tẩu quả nhập ma nữa. Ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ. Anh chị em nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật hoặc là muốn nhờ tôi tham gia bào chữa vụ án nào đó, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Một là gặp tôi, hai gặp luật sư Hiền và xã tôi sẽ là người tiếp chuyện với quý vị và đặt lịch. Xin chào và hẹn gặp lại.